Thưa quý vị, các bạn, với định hướng phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được Bộ Chính trị phát động từ ngày 29 tháng 4 năm 2014 và Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định số 634 phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020. Mục tiêu của đề án là giúp cho người tiêu dùng có thể hiểu rõ hơn về năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như là về chất lượng của các sản phẩm hàng hóa dịch vụ với niềm tự hào dân tộc, với tinh thần yêu nước. Và tại Vĩnh Long thì đề án này cũng đã được cụ thể hóa bằng một quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Và đây cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chúng tôi thực hiện buổi trò chuyện này với sự tham dự của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Văn Còn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của bà Trần Thị Tuyết Hồng, Giám đốc siêu thị Cóp Vĩnh Long. Lời đầu tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn cả hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì chúng tôi muốn được mời cả hai vị khách mời cùng quý khán giả theo dõi ghi nhận sau đây. Trong năm qua, nhờ thực hiện tốt các giải pháp bình ổn thị trường, đảm bảo thị trường hàng hóa, nhất là trong dịp Tết, các ngày lễ lớn, vân vân, giá một số mặt hàng thiết yếu giảm đã góp phần làm ổn định giá cả hàng hóa trên thị trường. Ở Vĩnh Long, các giải pháp kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo điều hành của chính phủ được thực hiện tốt, nên sức mua trên thị trường đã có sự khởi sắc, thương mại nội địa tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm qua đạt hơn 31.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so cùng kỳ năm 2013. Đáng lưu ý là tỷ lệ hàng Việt Nam tại các chợ từ nông thôn đến thành thị ngày càng tăng và được người tiêu dùng tín nhiệm. Để góp phần thúc tiến thương mại hàng hóa, nhất là sản phẩm sản xuất tại địa phương, trong năm qua, Vĩnh Long tổ chức được 5 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn với 84 lượt doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ 26 lượt doanh nghiệp tham gia 12 cuộc hội chợ ngoài tỉnh với các mặt hàng chủ yếu như thực phẩm, tiêu dùng, giống cây trồng, vân vân. Qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường giao lưu mua bán hàng hóa, mở rộng thị trường. Tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là hội chợ thương mại tại tỉnh Kampuchea, Campuchia với 8 doanh nghiệp tham gia. Qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường ngoài nước. Qua ghi nhận vừa rồi thì chúng ta đã thấy được trong năm 2014 vừa qua thì ngành công thương của tỉnh đã có tổ chức rất là nhiều hoạt động để gắn kết giữa doanh nghiệp với thị trường. Chúng tôi muốn được mời ông Nguyễn Văn Còn có thể chia sẻ là ông đánh giá như thế nào về hiệu quả đạt được của các cái hoạt động này. Trong năm 2014 đó thì đã tổ chức được làm cái cuộc kết nối với sự tham gia của khoảng là 10 cái doanh nghiệp trong tỉnh kết nối với thành phố, và qua tổng kết 2 năm đó, 2013-2014 đó, thì cũng thực hiện được là khoảng 18 cái doanh nghiệp, và trong đó thì có được 17 cái hợp đồng nguyên tắc, và sau khi đàm phán thì được 11 cái hợp đồng chính thức để cung cấp cái hàng hóa cho các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, mà nhất là các cái doanh nghiệp mà có hệ thống bán lẻ cả nước. Trong thời gian vừa qua thì siêu thị Cóp, việc mà bán hàng về nông thôn thì đơn vị của chúng ta thì luôn đi đầu trong cái việc đưa những cái hoạt động này để đưa hàng Việt về nông thôn. Thì qua những cái hoạt động như thế thì bà Trần Thị Tuyết Hồng có đánh giá như thế nào về cái nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay, mà đặc biệt là nhu cầu đối với hàng Việt, thưa bà? Cái công việc mà đi bán hàng lưu động về vùng sâu vùng xa, về khu công nghiệp trong địa bàn của tỉnh đó, thì bây giờ nó trở thành công việc thường xuyên của Cóp Mắc Vĩnh Long rồi. Mỗi lần đi như vậy thì chúng tôi tập trung là hàng Việt Nam chất lượng cao với những cái chính sách giá thật là tốt. Người tiêu dùng đón chào và ủng hộ hàng hóa Việt cũng rất là tốt. Chúng tôi cũng thấy được một điều là hàng Việt dần dần được người dân ưa chuộng hơn, vì cái sản phẩm mỗi ngày thì nó nâng cao về cái chất lượng sản phẩm. Và mẫu mã thì bây giờ rất là đa dạng, nó làm cho cái sự hài lòng của người tiêu dùng tốt hơn. Nói về hàng Việt thì có ưu thế như bà vừa chia sẻ, nhưng mà cũng thách thức cũng không nhỏ. Cái tính cạnh tranh nó ngày càng gay gắt hơn, đó là một cái thực tế mà chúng ta phải có một cái bước chuẩn bị, đặc biệt là đối với cái lượng hàng ngoài nước. Thì chúng tôi muốn được hỏi ông Nguyễn Văn Còn là đối với địa phương thì chúng ta có thực hiện những cái công tác hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào, đặc biệt là cái công tác phát triển thương hiệu tại thị trường nội địa cũng như là thị trường ngoài nước, thưa ông? Như năm 2014 đó thì
cũng đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng là 5 cái nhãn hiệu, 4 cái thương hiệu, xây dựng và phát triển một thương hiệu đối với một số cái nhóm hàng mà có cái thế mạnh của tỉnh. Tiếp tục trong năm 2015 đó thì sẽ xây dựng tiếp 3 cái nhãn hiệu là đối với cái bưởi hồng, rồi một số cái sản phẩm nông sản, thì 3 cái thương hiệu luôn là đối với bưởi năm roi, cam sành và một số cái sản phẩm chế biến khác. Theo bà Trần Thị Thuyết Hồng thì nguyên nhân gì đâu mà cái sản phẩm địa phương khi mà đưa vào siêu thị thì nó vẫn chưa có được phát triển như ý chúng ta mong muốn? Chúng ta còn gặp khó khăn gì hay không ạ? Bây giờ mặt hàng của địa phương trong siêu thị cũng khá nhiều, mà không những là trong siêu thị Vĩnh Long không, mà có những mặt hàng còn đi theo hệ thống hết. Ví dụ như là bưởi năm roi, nhưng mà có những cái khó khăn. Những đơn vị mà sản xuất thì nó cũng còn cái lực. Khi mà tới vụ mùa hay là tới những lúc cao điểm thì cái lực cung cấp sẽ không đủ để cung cấp cho hệ thống. Hoặc là đầu tư về nhà mẫu mã, về bao bì để thì cũng chưa đạt được tới mức yêu cầu. Cái quan trọng nữa là vận chuyển rồi chuẩn bị để cho một cái lực mạnh để mà phân phối cho toàn hệ thống thì cái điều đó nó cũng còn tương đối là hạn chế. Mà còn về đặc sản làng nghề thì cũng vậy, chỉ theo cái vụ mùa thôi, mà tới cái vụ mùa thì lượng rất là nhiều, rồi sau đó thì lại ngưng, nó lại không có. Thì trong đi vô trong một cái kinh doanh của một cái hệ thống siêu thị thì như vậy thì nó cũng có những cái khó khăn. Như bà Trần Thị Thuyết Hồng vừa nói thì rõ ràng là đối với các cái cơ sở, các sản phẩm làng nghề hoặc là các doanh nghiệp của Vĩnh Long khi mà đưa hàng vào siêu thị thì chúng ta đã nhìn thấy được những cái bước tiến rất là đáng phấn khởi. Chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Còn nhận xét là so với trước đây thì hiện nay các cái sản phẩm của doanh nghiệp, của cơ sở sản xuất hoặc là của làng nghề thì đã có những cái bước thay đổi như thế nào? Thì gần đây thì một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và làng nghề trong tỉnh cũng đã bắt đầu là tiếp nhận được những cái thông tin về thị trường, rồi đã có những cái tiến bộ trong nhận thức, thay đổi những cái công nghệ sản xuất, rồi thay đổi cả cải tiến kỹ thuật, rồi tăng quy mô sản xuất, đồng thời thì cũng thay đổi cái mẫu mã sản phẩm thêm phong phú hơn, và giá thành thì có tính chất phù hợp hơn và tăng cái lợi thế cạnh tranh. Dạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Còn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nhìn thấy được những khởi sắc của sản phẩm Việt ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, để có thể tạo nên tính cạnh tranh bền vững hơn, cũng như là có thể tạo nên những cú hích mạnh mẽ hơn nữa thì chúng ta cần có những giải pháp căn cơ hơn để tạo thế chủ động ngay trên sân nhà, và cũng như là để cho sản phẩm Việt có thể giành thế chủ động. Và tiếp nối chương trình thì chúng tôi muốn được mời cả hai vị khách mời cùng quý khán giả theo dõi ghi nhận sau đây. Quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn năm 2015-2020 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành với mục tiêu giúp người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trong nước. Qua đó, đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ nền sản xuất, đảm bảo môi trường kinh doanh phát triển lành mạnh. Theo đề án này, thì trong giai đoạn năm 2014-2020, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhằm tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ, đạt được kết quả tích cực trong việc sử dụng hàng hóa Việt của nhân dân trong toàn tỉnh. Mục tiêu đến hết năm 2015, có 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp trong tỉnh biết đến các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, tăng thị phần hàng Việt có thế mạnh tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa lên trên 70%. Triển khai xây dựng điểm bán hàng Việt Nam cố định, bền vững với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2020, hoàn thành xây dựng mạng lưới phân phối hàng Việt của tỉnh để cung cấp, tập huấn sử dụng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và phục vụ công tác quản lý nhà nước. Tổ chức được dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam, tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối lên trên 80%.
Qua ghi nhận vừa rồi thì chúng tôi muốn được đề cập đến đề án phát triển thị trường trong nước, mà cụ thể là tại tỉnh Vĩnh Long của chúng ta thì đã triển khai thực hiện đề án này như thế nào, thưa ông Nguyễn Văn Còn? Sở Công Thương cũng đang chuẩn bị và xây dựng cái kế hoạch để triển khai các cái nội dung của cái kế hoạch thực hiện đề án. Thứ hai nữa thì cũng đang là sẽ khảo sát cùng với địa phương để xác định những cái vị trí, địa điểm mà có thể phát triển được cái hệ thống là cung cấp cái hàng Việt gắn kết với, kết hợp với cái tự hào hàng Việt ở các địa phương để lồng ghép xây dựng kế hoạch hàng năm để phục vụ cái phát triển, giúp cho cái kế hoạch triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với vùng vận động đạt được kết quả tốt hơn. Để mà thực hiện tốt đề án này thì cái sự tham gia của hệ thống phân phối như là siêu thị là một cái yếu tố rất là quan trọng. Thì bà Trần Thị Tuyết Hồng có thể chia sẻ thêm là trong năm 2015 này thì trong toàn hệ thống của mình, mà cụ thể là tại siêu thị Cốp của Vĩnh Long, thì có những cái chương trình gì mới hay không để mà có thể tăng hơn nữa cái thị phần hàng Việt trong cái hệ thống phân phối của mình? Hàng tỷ trọng của hàng Việt ở trong Cốp Mắc Vĩnh Long nói riêng chung hệ thống thì hiện nay là tỷ trọng cũng đã hơn 90%. Còn riêng về thực phẩm tươi sống thì hầu như là còn cao hơn nữa. Thì đó nó cũng nói lên cái quan điểm của Sài Gòn Cốp. Cái định hướng của năm 2015 này thì chắc chắn là thứ nhất là sẽ đẩy mạnh hơn nhiều hơn cái công tác gắn kết với lại những nguồn hàng Việt mà chúng tôi tạo điều kiện, thậm chí là có những cái khu vực thì chúng tôi cũng phải liên kết với nhà cung cấp để đầu tư và gắn với lại cái nhân sự theo dõi để có một cái nguồn hàng bảo đảm được cái chất lượng, yên tâm cho người tiêu dùng. Nói về cái đề án phát triển thị trường trong nước, chúng tôi muốn được mời ông Nguyễn Văn Còn có thể chia sẻ thêm thông tin về vấn đề thực hiện các hoạt động này cụ thể như thế nào. Về nguồn lực thì cái kinh phí thì chủ yếu là khoảng là 5 tỷ của tỉnh, thì khoảng 1 tỷ tư còn lại là của Trung ương. Nhưng mà cái nguồn kinh phí của Trung ương, của tỉnh chủ yếu là để hỗ trợ phát triển thông tin rồi sự nhận dạng hay là quảng bá về cái hàng Việt. Mà cái mục đích chính là xã hội hóa, là kêu gọi các doanh nghiệp lớn của thành phố cũng như các tỉnh có cái năng lực về cái hệ thống phân phối để đến đầu tư tại các cái địa bàn trong tỉnh, với cái tinh thần là phương châm là xã hội hóa bằng những cái chính sách là khuyến khích ưu đãi theo quy định. Dự kiến sẽ làm một cái điểm về cái cung cấp hàng Việt mà theo cái là tự hào hàng Việt. Và từ cái mô hình đó thì có thể là chúng ta sẽ nhân rộng ra khi đã thành công, đúc kết, đúc kinh nghiệm để nhân rộng. Cuối năm nay thì hàng hóa từ khối ASEAN sẽ về Việt Nam rất là nhiều, với mức thuế suất giảm ngày càng giảm. Như thế thì bà Trần Thị Thuyết Hồng có thể cho biết suy nghĩ của mình trước cái tình hình này, như là vấn đề ông Nguyễn Văn Còn vừa đề cập. Sài Gòn Cốp cũng đang có một cái đã và đang có những cái bước chuẩn bị và thực hiện là phối hợp với nhà cung cấp. Chúng tôi đặt ra một cái trách nhiệm gắn kết phối hợp với nhà cung cấp để thứ nhất là tạo ra được những sản phẩm coi như là góp ý để cho sản phẩm mỗi ngày mỗi tốt hơn, đủ sức để mà cạnh tranh với lại hàng ngoại. Nhưng mà còn một vấn đề nữa là cũng phải nâng cấp trong cái kinh doanh của mình, cũng phải nâng cấp những cơ sở để đáp ứng kịp sức cạnh tranh của sắp tới. Thì nếu mà trường hợp chúng ta không có chuyển mình theo kịp á, thì người tiêu dùng sẽ đánh giá rằng giữa một cái tập đoàn, một cái thế lực của bán lẻ nước ngoài người ta mạnh như thế này nhưng mà mình thì lại không xứng tầm. Thì đây cũng là một cái nhiệm vụ mà Sài Gòn Cốp sẽ quan tâm và gắn kết cùng với về hàng hóa thì gắn kết với nhà cung cấp
và về bản thân thì cũng phải tự củng cố lên mình phát triển. Chúng tôi nhận thấy là một cái thuận lợi lớn, rất là lớn hiện nay khi thực hiện đề án này là cái tâm lý của người Việt Nam hiện nay thích dùng hàng Việt. Rất muốn nghe ý kiến chia sẻ của hai vị khách mời đối với các cơ sở sản xuất, đối với các doanh nghiệp hiện nay. Làm thế nào để giữ vững lòng tin của người tiêu dùng Việt hơn trong cái giai đoạn hiện nay cũng như là trong giai đoạn sắp tới ạ? Tôi nghĩ là để dự án này thành công thì cái sự gắn kết của tất cả chúng ta thì như nhà nước thì sẽ có những cái chính sách, những cái sự hỗ trợ về quảng bá, về xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thì phải tập trung vào chăm chút đầu tư cho sản phẩm ngày mới tốt hơn, chất lượng hơn, giá cả sẽ cạnh tranh hơn. Rồi những nhà phân phối bán lẻ như chúng tôi nhưng phải là một cái cầu nối giữa doanh nghiệp sản xuất hàng Việt và người tiêu dùng để ghi nhận những cái phản ảnh, những cái phàn nàn, những cái góp ý của người tiêu dùng đến người sản xuất để cải tiến sản phẩm nó mỗi ngày nó mới tốt hơn. Tôi thì cũng có thêm sự chia sẻ thêm, và đối với người tiêu dùng đó, được biết cái hàng quả Việt như thế nào, rồi chất lượng thế nào trước khi chúng ta lựa chọn. Trong cái điều kiện kinh tế chúng ta phát triển thì nếu tiêu dùng hàng Việt chúng ta thực hiện tốt, chiếm thị phần lớn thì càng góp phần cho các cái doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất kinh doanh chúng ta phát triển được tốt hơn, và nó cũng thể hiện được cái tính là coi như là yêu nước cũng như cái nét văn hóa trong cái tiêu dùng của người Việt chúng ta. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Nhân Còn rất là nhiều. Và thưa quý vị, các bạn, với nhiều nỗ lực xây dựng đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chúng ta làm điều này với tất cả tinh thần yêu nước, với tất cả niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi tin rằng là với những nỗ lực này thì chuyện tin dùng hàng Việt sẽ là một điều tất yếu và là một kết quả ý nghĩa nhất mà đề án này sẽ mang đến cho cái ngành sản xuất trong nước. Và đến đây thì chương trình Chuyện hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này cũng xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cả hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.